Arsenal sẩy chân trước Aston Villa, Liverpool cùng Man City ngư ông đắc lợi là kịch bản điên rồ có thể diễn ra tại Premier League vòng đấu thứ 33. Cuộc đua đã bắt đầu gay cấn và các cổ động viên đang chuẩn bị tinh thần cho những bước ngoặt kinh thiên động địa. Liệu Arsenal có thể vượt qua được Aston Villa của người cũ Unai Emery một cách nhẹ nhàng? Hãy để lại bình luận của các bạn ngay sau khi cho bình luận viên Mai Anh Tài và ekip một follow và một like nha. Và cũng xin đừng quên nhà đương kim vô địch Man City, liệu thầy trò Pep Guardiola có bị đại chiến Real Madrid làm phân tâm trước khi đụng độ một nhược tiểu đó là Luton Town? Theo đó, Arsenal sẽ là tập thể ra sân muộn nhất trong 3 ứng viên vô địch khi đụng độ Aston Villa vào đêm Chủ nhật trên thánh địa Emirates. Đây chẳng hề là đối thủ dễ chịu với pháo thủ khi thầy trò Unai Emery hiện đang rất cần điểm để đảm bảo chắc chắn việc được dự Champions League mùa sau. Cột mốc lịch sử trên đủ hấp dẫn để Aston Villa đá một trận ra trò trước đại diện thành London ở cuộc đấu sắp tới. Tất nhiên, nếu xét trên khía cạnh phong độ, thầy trò Unai Emery đang gây thất vọng lớn khi chỉ thắng được một trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Thậm chí xét yếu tố thể lực thì lợi thế vẫn đang nghiêng về phía Arsenal khi Aston Villa mới đây đã ra sân vào dạng khá thứ 6 nên có ít hơn đối thủ thành London tới 2 ngày nghỉ. Dường như việc căng sức ở cả đấu trường quốc nội Europa Conference League khiến đội bóng chủ sân Villa Park gặp khó và bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Thế nhưng EPL hay ở sự điên rồ nên không thể loại bỏ khả năng những tập thể đang bất ổn mới là kẻ tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Quan trọng hơn, Aston Villa còn có những con người quá hiểu Arsenal và rất khát khao thể hiện đẳng cấp cho đội bóng cũ. Đó có thể là trường hợp của huấn luyện viên Unai Emery khi chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có vài mùa giải gắn bó với tập thể thành London. Về cơ bản, ông thầy xứ đấu bò đến hiện tại vẫn chưa thể vươn tầm và hàng ngũ những chiến lược gia hàng đầu. Thế nhưng việc giúp Aston Villa vào được top 4 mùa này cũng như đá một trận ra trò trước tập thể mạnh như pháo thủ cũng có thể giúp huấn luyện viên 52 tuổi nhận thêm sự chú ý. Cần nhớ rằng nhiều chiếc ghế nóng sẽ bị bỏ trống vào phiên chợ hè năm nay và biết đâu cơ hội dẫn dắt một đội bóng lớn sẽ lại đến với Emery. Ở hoàn cảnh đó có nhiều nét tương đồng thì thủ môn Emiliano Martinez cũng là nhân tố có thời gian gắn bó với tập thể thành London. Vài mùa giải qua đã ghi nhận việc ngôi sao Nam Mỹ vươn tầm để đạt được nhiều thành công. Vì vậy việc nhà vô địch thế giới 2022 chơi xuất thần để cản bước câu lạc bộ cũ đến với ngôi vương cũng chẳng phải là điều gì đó quá xa vời. Thật khó để đưa ra dự báo khi bóng chưa lăn, nhưng có lẽ ít người đặt cửa vào việc Man City sẽ mất điểm trước Luton Town vào tối thứ bảy. Thầy trò huấn luyện viên Rob Edwards đơn giản là quá yếu so với đội bóng chủ sân Etihad và một vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ là minh chứng rõ nhất cho sự bất ổn của đội bóng chủ sân Kenilworth Road. Còn nhớ ở lần đụng độ gần nhất tại QFA, Man City đã tạo nên set and hit khi đè bẹp Luton Town 6-2 để giành vé đi tiếp. Điều đáng nói là Erling Haaland ghi tới 5 bàn ngày hôm đó và ngôi sao Bắc Âu đang rất cần đối tượng để giải tỏa những áp lực vừa gặp do tàng hình trong đại chiến với Real Madrid. Đâu thể có tập thể nào phù hợp hơn để cầu thủ Na Uy chút giận bằng Luton Town bây giờ. Nên đừng ngạc nhiên nếu thầy trò Pep Guardiola bùng nổ dữ dội vào tối thứ bảy để củng cố chắc chắn vị trí đầu tiên cho cuộc đua vua phá lưới hiện tại. Thêm một chi tiết nữa đáng chú ý là Kevin De Bruyne khả năng cao đá chính ở cuộc đấu vòng 33 sau khi đã vắng mặt hồi giữa tuần do vấn đề thể trạng. Các cập nhật gần nhất cho biết nhạc trưởng người Bỉ đã khỏe mạnh và số 17 của The Citizen cần ra sân ngay lập tức để khẳng định vị thế. Nguyên nhân là bởi Phil Foden đang đá càng ngày càng hay và đang đe dọa trực tiếp đến tầm ảnh hưởng của người đàn anh lên câu lạc bộ chủ quản. Rõ ràng De Bruyne có lý do để trở lại càng sớm càng tốt và đây cũng là hoàn cảnh của Kyle Walker. Tuyển thủ tạm sư đã nhận đồn đoán là đã bình phục chấn thương và cần một cuộc đấu mang tính bước đệm trước khi xuất hiện ở đại chiến với Real Madrid. Chắc chắn Pep Guardiola cần ngôi sao xứ sở sương mù ở màn đấu kền kền trắng để kiềm tỏa Vinicius, nên ông thầy lão làng khả năng cao sẽ cho Kyle Walker làm nóng ngay tối thứ bảy nếu bộ phận y tế cho phép. Quả thật là những cập nhật mang đến sự lo lắng cho các fan Luton Town khi chẳng hề có dấu hiệu Man City bị phân tâm với mục tiêu châu lục. Thậm chí viễn cảnh đội bóng chủ sân Etihad tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc để định đoạt kết quả trong hiệp 1 cũng là một kịch bản khá dễ đoán. Thầy trò Pep Guardiola hiện đang ở thế khó trong cuộc đua vô địch và họ không cho phép bất kỳ cú sẩy chân đáng trách nào xuất hiện ở giai đoạn này. Do đó, việc máy tính dự đoán nhà đương kim vô địch EPL có tới 88% khả năng có chọn 3 điểm trước Luton Town là hoàn toàn có cơ sở. Ở chiều hướng khác đi một chút, fan Liverpool đang sống trong tâm trạng lo lắng khi lưỡi đen đỏ có trận thứ 2 liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Nếu như ở trận hòa Manchester United, cổ động viên The Kop cảm thấy ấm ức do nhiều tình huống ngon ăn bị các tiền đạo bỏ lỡ, thì thảm bại 0-3 trước Atalanta thực sự là một đòn đánh quá lớn lên tham vọng của thầy trò Jurgen Klopp.
trừ khi có một cuộc lội ngược dòng kinh thiên động địa trên đất Ý. Bằng không, hành trình tại đấu trường châu lục mùa này của câu lạc bộ nước Anh sẽ khép lại sau vòng tứ kết và đại diện thành phố cảng cũng tan mộng ăn ba ngay lúc tự tin nhất. Tất nhiên ai đó sẽ nói vinh quang ở Europa League khó sánh bằng với chức vô địch EPL và việc bị Atalanta loại sẽ giúp lửa đỏ tập trung tối đa vào giải ngoại hạng. Nhận định đó không phải là không chính xác, nhưng Jurgen Klopp chắc chắn đã rất tức giận khi thấy 19 cú sút mà các học trò tạo ra trên đội bóng Italia chẳng đổi lại bất kỳ một bàn thắng nào. Rõ ràng thước ngắm của một vài ngôi sao nơi đại diện thành phố cảng đã có vấn đề, trong khi hàng thủ của họ cũng để lộ không ít điểm yếu. Đâu có đội bóng lớn nào dám mơ về những chiếc cúp khi để thua tới 5 bàn sau 2 trận. Và chắc hẳn nhiều cổ động viên sẽ giật mình khi biết lần gần nhất mà Liverpool trắng lưới đã đến từ đầu tháng 3. Tất nhiên Virgil van Dijk cùng nhiều đồng nghiệp vẫn khá đẳng cấp trong những pha xử lý. Thế nhưng các sai sót vẫn đang xuất hiện và đe dọa biến ngày chia tay của Jürgen Klopp trở thành thảm họa. Bản thân chiến lược gia người Đức cũng không muốn tránh kịch bản trên, nên cần các học trò phải thực sự tập trung khi đụng độ Crystal Palace. Thêm một chút thông tin thì cuộc đấu trên diễn ra sau trận cầu của Man City một ngày, nhưng sẽ kết thúc trước khi Arsenal đụng độ Aston Villa. Do đó khả năng cao Liverpool sẽ bắt đầu vòng 33 Premier League ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, khi mà Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu. Điều này mở ra cơ hội cho lữ đoàn đỏ khi họ sẽ xoán ngôi nhà được cựu vô địch EPL trong trường hợp giải quyết gọn gàng Crystal Palace. Thậm chí nếu viễn cảnh trên xảy ra, sức ép lớn nhất lại dồn về Arsenal và chưa chắc pháo thủ đã vượt qua thành công khi đá sau hai đại kình địch. Quả thật là khó đoán và chắc chắn những người ưa bất ngờ đang mong muốn có sự thay đổi lớn trong nhóm dẫn đầu khi vòng 33 của Premier League khép lại. Thật khó có kịch bản Arsenal thắng tất cả vòng đấu còn lại và băng băng về đích trong sự bất lực của Man City cùng Liverpool. Nhận định trên dựa vào chính đà sa sút của pháo thủ mùa trước cũng xuất phát từ giai đoạn tháng 4 khi họ lần lượt đánh mất những lợi thế và bản thân nắm giữ trước Man City. Tuy vậy, thầy trò Mikel Arteta đã bản lĩnh hơn rất nhiều so với cách đây một năm. Và đừng quên, hiện tại pháo thủ đã có thêm hai ngòi nổ mới so với mùa giải trước, mang tên Declan Rice và Kai Havertz. Bất lợi duy nhất của họ có lẽ nằm ở vấn đề thể lực, khi đại chiến với Bayern Munich hồi giữa tuần đã khiến đại diện thành phố London tiêu tốn không ít tâm sức. Thế nhưng đây cũng là vấn đề mà Man City và cả Liverpool cũng phải đối mặt. Do vậy, thay vì chờ đợi một tập thể nào đó thể hiện phong độ hủy diệt để băng băng về đích, sẽ thực tế hơn nếu các fan mong chờ đội bóng của mình hạn chế những sai lầm xuống mức thấp nhất. Chính việc mất ít điểm trước các đối thủ dưới cơ mới là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công, và loạt đấu cuối tuần này chính là thời điểm các fan được kiểm chứng luận điểm trên. Tất nhiên vòng 33 có trôi qua ra sao và tập thể nào dẫn đầu bảng xếp hạng sau loạt trận tới thì vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn bất kỳ kịch bản nào. Vẫn còn đủ thời gian để những ứng viên thất thế có cơ hội sửa sai và hy vọng đội bóng đang án ngữ trên đầu bảng xếp hạng mắc sai lầm. Thậm chí, việc nhiều bước ngoặt xảy ra liên tiếp trong hơn một tháng cuối mùa cũng chẳng phải kịch bản điên rồ. Vì thế, điều duy nhất mà ba ứng viên vô địch cần làm lúc này là tập trung 100% vào từng trận đấu và kỳ vọng kết quả có lợi cho mình.